Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 1 trong quyển sách tiếng Việt tập 2, bộ sách Cánh Diều. Bài học hôm nay chúng ta sẽ học bài số 131, học văn oanh, oách. Các em hãy dỡ sách giáo khoa ra trang số 66. Chúng ta sẽ học phần mới thứ nhất, đó là văn oanh. Văn oanh gồm có âm O đứng trước, âm A đứng giữa, âm Nh đứng cuối. Văn oanh đánh vần là O, A, Nh, oanh, oanh. O, A, Nh, oanh, oanh. O, A, Nh, oanh, oanh. Các em hãy quan sát tranh và cho cô biết đây là gì nào. À, đây là hình ảnh các khoanh bánh tét. Cô có từ mới thứ nhất, đó là từ khoanh bánh. Các em hãy đọc theo cô nào. Khoanh bánh, khoanh bánh, khoanh bánh. Trong từ khoanh bánh, tiếng khoanh có chứa văn oanh. Tiếng khoanh gồm có âm khờ đứng trước, văn oanh đứng sau. Tiếng khoanh đánh vần là khờ, oanh, khoanh, khoanh. Khờ, oanh, khoanh, khoanh. Khờ, oanh, khoanh, khoanh. Tiếp theo, chúng ta sẽ học văn mới thứ hai. Đó là văn oách. Văn oách gồm có âm O đứng trước, âm A đứng giữa, âm Ch đứng cuối. Văn oách đánh vần là O, A, Ch, oách, oách. O, A, Ch, oách, oách. O, A, Ch, oách, oách. Các em hãy quan sát tranh và cho cô biết tranh vẽ gì nào. À, tranh vẽ các bác nông dân đang thu hoạch lúa. Thu hoạch có nghĩa là thu về những sản phẩm nông nghiệp do kết quả lao động làm ra. Cô có từ mới thứ hai, đó là từ thu hoạch. Các em đọc cùng cô nhé. Thu hoạch, thu hoạch, thu hoạch. Trong từ thu hoạch, tiếng hoạch có chứa văn oách. Tiếng hoạch gồm có âm hờ đứng trước, văn oách đứng sau và dấu nặng đặt dưới A. Tiếng hoạch đánh vần là hờ, oách, hoách, nặng, hoạch, hoạch. Hờ, oách, hoách, nặng, hoạch, hoạch. Hờ, oách, hoách, nặng, hoạch, hoạch. Chúng ta vừa học được hai văn mới, đó là văn oanh và văn oách. Chúng ta vừa học hai từ mới, đó là từ khoanh bánh, thu hoạch. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang phần 2 của bài học. Tiếng nào có văn oanh? Tiếng nào có văn oách? Các em hãy quan sát hình ảnh cô chiếu trên bảng.
Cô có bốn hình ảnh. Phía dưới hình ảnh có các từ ngữ thể hiện nội dung của hình ảnh đó. Bây giờ, cô sẽ đọc các từ ngữ này. Các em hãy lắng nghe, rồi sau đó tìm cho cô tiếng nào có vần oanh, tiếng nào có vần oách nhé. Các em hãy lắng nghe cô đọc nhé. Doanh, trại, làm, kế, hoạch, nhỏ, chim, oanh, giày, mới, toanh, qua phần đọc vừa rồi, các em hãy bấm dừng video lại và tìm cho cô tiếng nào có vần oanh, tiếng nào có vần oách nhé. Các em đã tìm được chưa nào? Cho cô biết tiếng nào có vần oanh. À, tiếng có vần oanh đó là tiếng doanh, oanh, toanh. Cho cô biết tiếng nào có vần oách. À, tiếng có vần oách là tiếng hoạch. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang phần 3 của bài học. Hôm nay chúng ta sẽ học phần 1 của bài đọc có tựa đề là Bác nông dân và con gấu. Đây là hình ảnh trong bài đọc. Bài đọc kể về một bác nông dân vào rừng trồng cải củ, bị gấu đến quát mắng. Bây giờ, các em hãy nghe cô đọc mẫu bài để nắm nội dung của bài đọc nhé. Bác nông dân và con gấu. Một bác nông dân vào rừng cuốc đất, trồng cải củ. Mãi gieo hạt, chợt ngoảnh lại, bác thấy một con gấu to lớn đang chạy tới. Gấu quát: Ai cho mi vào rừng của ta? Bác nông dân rất sợ, nhưng vẫn bình tĩnh đáp: Hãy để tôi gieo ít cải trên khoảng đất này. Lúc thu hoạch, tôi chỉ lấy gốc. Tất cả phần còn lại thuộc về ông. Các em vừa nghe cô đọc mẫu bài rồi. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc nhé. Trước tiên, chúng ta sẽ luyện đọc một số từ sau. Cuốc, đất, trồng, cải, củ, gieo, ngoảnh lại, chạy tới, bình tĩnh, khoảnh đất, thu hoạch, thuộc về. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các em luyện đọc câu nhé. Các em cho cô biết trong bài đọc có tất cả bao nhiêu câu? À, cô đếm được trong bài đọc có tất cả 8 câu. Bây giờ, cô sẽ đọc từng câu ra cho các em nắm nhé. Câu 1. Một bác nông dân vào rừng cuốc đất trồng cải củ. Câu 2. Mãi gieo hạt, chợt ngoảnh lại, bác thấy một con gấu to lớn đang chạy tới.
Câu 3. Gấu quát. Câu 4. Ai cho mi vào rừng của ta? Câu 5. Bác nông dân rất sợ nhưng vẫn bình tĩnh đáp. Câu 6. Hãy để tôi gieo ít cải trên khoảnh đất này. Câu 7. Lúc thu hoạch tôi chỉ lấy gốc. Câu 8. Tất cả phần còn lại thuộc về ông. Các em à, cô vừa hướng dẫn các em luyện đọc câu xong. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các em luyện đọc đoạn nhé. Cô chia bài đọc thành 2 đoạn. Đoạn 1 là 4 câu đầu, đoạn 2 là 4 câu sau. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc đoạn 1 nhé. Bác nông dân và con gấu. Một bác nông dân vào rừng cuốc đất, trồng cải củ. Mãi gieo hạt, chợt ngoảnh lại. Bác thấy một con gấu to lớn đang chạy tới. Gấu quát: Ai cho mi vào rừng của ta? Tiếp theo, chúng ta sẽ luyện đọc đoạn 2 nhé. Bác nông dân rất sợ, nhưng vẫn bình tĩnh đáp. Hãy để tôi gieo ít cải trên khoảnh đất này. Lúc thu hoạch, tôi chỉ lấy gốc. Tất cả phần còn lại thuộc về ông. Các em à, cô vừa hướng dẫn các em luyện đọc từ, đọc câu, đọc đoạn xong rồi. Bây giờ, cô yêu cầu các em bấm dừng video lại và luyện đọc lại thật nhiều lần bài đọc này cho đến khi nào đọc thành thạo nhé. Khi nào luyện đọc xong thì các em hãy bấm tiếp tục để chúng ta tiếp tục bài học nhé. Các em đã luyện đọc xong chưa nào? Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài tập đọc. Cô có yêu cầu như sau. Nói tiếp để hoàn thành câu bác nông dân nói với con gấu. Các em hãy nhìn phần bài tập cô chiếu trên bảng. Chúng ta sẽ điền các từ ngữ thích hợp vào chỗ trống của phần bài tập này để tạo thành câu văn hoàn chỉnh. Có nội dung chính là câu nói của bác nông dân nói với gấu. Các em hãy bấm dừng video lại, đọc lại bài đọc và nói cho cô biết bác nông dân đã nói với gấu điều gì. À, bác nông dân đã nói với gấu rằng: Hãy để tôi gieo ít cải trên khoảnh đất này. Lúc thu hoạch, tôi chỉ lấy gốc. Tất cả phần còn lại thuộc về ông. Vậy chúng ta sẽ điền những từ ngữ gì vào dấu ba chấm trong phần bài tập này để tạo thành câu văn mà bác nông dân đã nói với gấu? Bây giờ, các em hãy xem cô làm bài nhé. Cô sẽ điền vào dấu ba chấm đầu tiên từ gốc. Dấu ba chấm thứ hai cô sẽ điền các từ ngữ là thuộc về ông và đây là kết quả. Cô đọc lại nhé. Lúc thu hoạch, tôi chỉ lấy gốc. Tất cả phần còn lại thuộc về ông. Các em làm bài có giống cô không nào? À, rất tốt. Tiếp theo,
chúng ta sẽ chuyển đến phần 4 của bài học, tập viết. Bài học hôm nay chúng ta sẽ tập viết vần oanh từ khoanh bánh, vần oách từ thu hoạch. Các em hãy lấy vở tập viết ra và viết phần tập viết này vào vở cho cô nhé. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu thấy video này bổ ích, hãy ấn like, đăng ký kênh và chia sẻ để mọi người cùng học tập nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!